Như vậy là một trận đấu giữa Hải Phòng và câu lạc bộ bóng đá Hà Nội đã được bắt đầu. Ở trong hiệp một trận đấu này thì câu lạc bộ chủ nhà Hải Phòng họ sẽ bảo vệ phần sân bên phải màn ảnh của quý khán giả trong trang phục áo đỏ quần đỏ. Văn Quyết đánh đầu không vào. Thêm một lần nữa thì những tình huống đá phạt của Văn Quyết đã mang tới cơ hội dành cho Hà Nội FC. Tiếp tục là cầu thủ Hải Phòng Văn Khỏa. Bikubisante phá dứt điểm với chất lượng không cao của Bikubisante. Bikubisante vẫn đang là một chiếc mỏ neo không thể thay thế cho đỉnh của Hải Phòng. Đường truyền ra cho Tuấn Hải. Khá hay. Tuấn Hải và giật gót không thể tới được vị trí của Tàn Quỳ. Lấy bóng rất nhanh của Xuân Mạnh, dứt điểm. Rất nguy hiểm, không vào. Đó là pha xử lý ấn tượng của Xuân Mạnh. Một tình huống mà số 7 đã áp sát và lấy bóng rất nhanh. Hùng Dũng, Tàn Quỳ, Tàn Quỳ không vào. Và dứt điểm là hơi hiền của Tàn Quỳ. Bóng đi thẳng vào vị trí của Đình Triệu. Mạnh Dũng, bóng vẫn còn dành cho các cầu thủ Hải Phòng. Nhưng trọng tài vừa mới cắt còi và có lẽ là đã có penalty dành cho Hải Phòng rồi. Đúng là như vậy, penalty dành cho Hải Phòng khi trọng tài xác định đó là tình huống bóng chạm tay của Tuấn Hải. Và không có penalty dành cho Hải Phòng. Và phân bóng dài của Văn Quyết rất chính xác. Đây là Hải Long, Hải Long! 1-0 dành cho Hà Nội FC với một tình huống tấn công đơn giản nhưng hiệu quả. Tiếp tục là Văn Trường, đường truyền cho Danny Sơn Junior. Danny Junior! Và dứt điểm không thể vượt qua đôi tay của Đình Triệu. Pha xử lý tương đối tốt của cầu thủ mang áo số 70 để vượt qua Nhật Minh. Nhưng pha cứa lòng này vẫn là quá hiền. Mở bóng ra cánh của Hải Long. Cầu thủ Hà Nội FC không vội vàng, Hùng Dũng. Hải Long, tốc độ của Hải Long, cơ hội. Không được. Pha đường vào đã không thể vượt qua được Đình Triệu. Thêm một pha bóng nữa mà Hải Long đã có thể thoát xuống được ở làng cánh phải. Và đúng lúc này thì ông Mai Xuân Hùng đã thổi còi để kết thúc trận đấu giữa Hải Phòng FC và Hà Nội FC trong khuôn khổ của vòng đấu thứ 25 giải vô địch quốc gia V-League 1 2023-2024.